lên đi Honda lên. Yo. Như con bé này nè, đi là thế nào chợt nè. Nếu mà đi bộ lên đây là không có tươi tỉnh gì đâu. Anh bộ này nè, giờ đang le lưỡi. Le lưỡi rồi đó. Cảm thấy là mọi người xây dựng quán nước đầu tiên nè, quán của anh Hải. Mọi người le Ma Thiên Lãnh lên đây đi xem ra lên đây là ghé quán này nè. Ngồi nghỉ uống nước dừa, mua nước uống nha. Ô, thím ăn. Chưa ướp đâu, đừng lo. Cô Lamin nè. Cô homestay Lamin. Hello, hello. Chào. Thấy quang sơ không? Đây, nhà đây xây, nó xây như thế này nè. Mình ở Châu Đốc nha mấy bạn. Hai bạn giới thiệu đi. Hai bạn này giới thiệu tên đi. Mình tên là Nguyệt, mình ở Thái Bình. Nguyệt Thái Bình. Mình Nam Định nè. Nam Định. Dạ, người người địa phương. Hello, hello, nhìn lên mình quay phim nè. Hello. Hello. Ok. Nè bạn Như nè, đang ở làm in nha. Ok. Ok, ok, ok. Vừa biển vừa núi nữa. Núi đây, lên núi lên Ma Thiên Lãnh. Mai Thiên Lãnh hay Ma Thiên Lãnh? Mai Thiên Lãnh ngày xưa, bây giờ là Ma Thiên Lãnh. Tại vì nói Ma Thiên Lãnh. Nè nhìn lại nè bạn ơi. Nó giống như là ở trên Tây Ninh đó. Các bạn lên đến chùa Phật Lộ Thiên rồi nè. Hello. Hello. Trên núi mệt mà vui hả? Đây, bạn tham quan chùa Phật Lộ Thiên. Bạn Như nè, leo núi rất là khỏe luôn. Thấy không? Rất chưa? Là sung. Ghé chùa Phật Lộ Thiên thắp nhang cúng. Bạn Văn chở mình nãy nè. Học chạy xe đẹp không chị? Hello, hello, hello. Đây là vận động viên leo núi cười khôi nhất nè. Đèo hai người luôn. Đây là hai vận động viên mới gia nhập vào đoàn leo núi. Tí xíu nữa tới rồi. Đây mình lên gác lộng chụp hình nè. Gác ngắm biển. Quá lãng mạn. Hello. Các bạn ra gác ngắm biển nha. Tuyệt đẹp luôn. Gà hấp tỏi. Gà hấp nước mắm. Đó. Combo 4 người. Như cháo. Cơm. Ok. Đây mọi người ghé bãi bàn mua thử cá chả với tôm chiên bột. Một phần như thế này là 50.000, 4 miếng tùy chọn, đúng không? Đó, cô bán nè. Ý là nếu mà có nhận được thì sẽ mở cái tài khoản của khách. Rồi còn em nếu mà không có tiền cho em thì em nhập vô cái tài khoản của em. Đây bãi bàn. Bãi tắm đẹp nhất. Hòn Sơn. Mình đường đi xuống nè. Mọi người đang đi xuống tắm biển. Đây là bãi bàn nhìn từ trên cao, ngồi thưởng thức đồ ăn uống nước, sau đó chụp hình tắm biển nha. Ra bãi bàn có thể tổ chức trò chơi tập thể ở đây. Hello. Mày ở đó đi con, người ta đây người ta. Bãi biển này. Giờ này là gần 6 giờ chiều rồi. Ngoài kia là nguyên một cái làng bè. Tàu cá. Đây, những cái cảnh đó chúng ta chụp hình nè. Hàng dừa nghiêng nghiêng rất đẹp. Biển thì rất là sạch sẽ, trong xanh luôn.
Có hai mẹ con đi thích quá ha. Tầm giờ này thì khách ít, tắm thoải mái. Tại đây có phòng tắm cho mọi người ha, một người tắm 10.000, tắm nước ngọt. Đây là những cái bungalow xây gần bờ biển. Kiểu dáng rất là đẹp. Cầu thang gỗ tre. Mọi người có thể thuê phòng ở đây. Bãi bàn. Xa xa là cầu thang đi xuống bãi bàn. Okay. Các bạn tắm biển nè, làm chụp hình đủ kiểu luôn. Ngay bãi bàn, cát đẹp quá, biển trong vắt luôn. Đây mấy em ra dập cát nha, Tony với Cindy nha. Cây dừa này bị bắt nằm. Đã không? Hai bé dập cát nè, có bé nhỏ này dập cát dữ lắm nè. Tôm này ơi, dập cát không con? Rồi cái đầu dính cát không rồi nè. Hai chị em qua bên phía xa có cái võng nè. Ồ, đẹp. Như quay phim. Tối ở chợ bãi nhà nè, mình ghé quán Thanh Giao. Quán bán ngon bổ rẻ. Đây các bạn lựa hải sản nè, hải sản tươi sống nè. Cái gì? Tay. Ốc hương, cua, tôm. Con này con gì bự quá vậy? Tôm bò. Một người ăn này đúng. Thôi em nghĩ không ăn luôn nè. Một người ăn cái càng, người ăn cái càng. Trời, mình ăn con này cũng hết. Đây bà chủ dễ thương nha. Tôm đó bán 1 kg 300, mua nửa ký. Đây nướng tại chỗ cho khách luôn. Rồi cái này. Vì là cá. Ủa nhưng mà làm cái gì? Là món mà lẩu nướng hấp đào luộc nhum nè. Món này là vú heo mà. Heo tôm nè. Các phần này ăn này ngon không? Món này luôn. Tay này mình kêu một cái lẩu đi rồi với mấy cái món lẻ lẻ phần nhỏ nhỏ. Rồi tính tính phải các bạn đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chưa đây quán nè. Đây là chợ bãi nhà ngay gần cầu cảng luôn, cầu cảng gần bên. Buổi tối nè, bữa này là chợ đêm. Đêm rồi, đoàn viên đoàn thanh niên các bạn ở đâu ra chơi hả? Ủa trời ơi, lại quen nữa. Rồi, nhưng tự nhiên đi bên đoàn VNPT. Ở đây đoàn viên đoàn thanh niên ngay về VNPT. Giao không gian thật trẻ thoáng mát mà bán là bình dân nữa. À, chào ông chủ. Đây làm món gì đây? Ông chủ trẻ. Đó. Quay cảnh bắt cá luôn nè. Cái gì? Cá bóp hả? À cá lù đù hả? Cá quịch. Cá quịch. À. Cá quịch này làm gì? Nấu canh chua hả? Nướng. Cái còn tươi luôn, đem ra cân mặn luôn.
Này là anh Giao nè. Ghẻ hả? Đây là các món ăn tại quán này. Đây, hân hạnh được bà chủ quán phục vụ luôn. Cách bãi bàn 200m mình sẽ đến chỗ khu du lịch làng bè. Mình ghé bè Phi 2 đó, chế biến phục vụ các món hải sản tươi sống nha, tổ chức tour câu cá câu mực luôn đó. Rồi mình xuống đây, tàu sẽ đưa mình ra ngoài bè. Ok, welcome to Phi 2. Rồi xuống đây mình ra bến tàu, ra bến tàu, tàu đưa mình ra bè. Mình tới làng bè rồi, sẽ có tàu vô rước mình. Đó, đẹp không? Quá đẹp. Mọi người lên tàu đi ra bè nha. Đang quay phim. Mùa này giờ về đây hả? Mùa bãi giếng về đây đúng không? Bãi giếng về đây. Mùa này chuyển nam rồi. Đẹp lắm. À. Mùa này đi. Ở đây đẹp hơn ngoài bãi giếng á. Ồ, coi coi nhìn lên cánh dừa kìa, nhìn lên cánh dừa đẹp lắm kìa. Quá đẹp. Quá trời đẹp luôn á. Tôi đang quay phim. Hả? Sao tưởng đi luôn ăn nữa. Thôi đi, ăn lại đi. Giờ hôm này nó mới mẻ mà. Bè thứ hai. Mình dùng tiệc hải sản, vừa dùng tiệc hải sản vừa câu cá câu mực luôn nha. Phía 2 đây, ăn buffet, câu mực, tăng, buffet 200 ngàn, mọi người, tăng, đây, đây, cái gì đâu, mấy ơi, mấy cân gì vậy mấy ơi, đây. Đây, chị cầm. Xin đi chào ba nha con. Em ơi, lấy cho anh cái khẩu trộn không? Đây cho, anh ơi cho bè xuống đây. Hả? À, xuống đi. Lấy cho anh cái khẩu trộn nữa. Xuống đây, xuống đây, đây, đây. Đang quay sao được? Hello. 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 Đây đang tắm biển bè phía 2. Đây, đường dừa nè, quá đẹp luôn. Hãy giùm chú đi con. Rồi, cái cây tới. Này ra hết luôn á hả anh? Bao lắm mà. Ba ba. Chơi kìa, chơi kìa. Bye ba. Ra nè. Ở dẫn đoàn. Hello, hello. Xin chào.
quá đẹp. Trái ơi. Ba. 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 Đây con cá con ơi. Sò bắp chuối ha. Nước bắp chuối thiệt. À, nó như cái bắp chuối của mình vậy đó. Mình tách làm nước ha. Dạ đúng rồi chị. À, chị giỏi quá kìa, biết nồi làm sao vậy. Sò chuối trời. Tắm ở dưới bè lên rồi mình thưởng thức buffet hải sản đó, 8 món nha. Đây ghẹ cơm nhiều này, lấy gì đây, này lấy gì đây, cơm trái cây luôn á. Ơi không không còn cái menu đó lại có gửi đó, còn món gì cá nữa. Mọi người ơi, nhìn lên nè, quay phim nè. Oh, oh my god. Ờ, ai cũng đẹp chưa ta. Cô đeo kiếm đen là nhìn ngầu nhất luôn. Như hello. Ăn đi con. Ăn đi mọi người ơi. Ăn đi, ăn đi, ăn tự nhiên đi. Tony. Đây, lấy cơm, con lấy cho. Tony. Nó bóc cả chân rồi. Dạ. Dưa, cơm, cò, nghêu, con gì con sò lông nướng hả? Dạ. Trái cây. Để xuống sau. Rồi tắt hết được luôn rồi. Cái tay khô tắt cho anh kia. Chị ơi, bỏ xuống ở đâu chị? Bỏ xuống hết tắt được rồi. Như, Như, hết tắt được rồi. Em có mấy cái nỉa không? Mình gửi cái ấp này nè. Trong bắt chùm là buổi hoàng hôn trên bè P2. Mọi người câu cá, ăn tiệc hải sản. Nhộn nhịp vui vẻ. Xung quanh là nước biển trong xanh, có thể tắm ha. Bè. Mọi người ra Hòn Sơn để được tận hưởng cái không khí trong lành và được thưởng thức hải sản tươi sống. Okay. Rất là thanh bình luôn. Chút xíu nữa tối đây, chút xíu nữa mình thắp đèn để mình câu mực. Chưa câu dính không mực. Không có, nghèo lắm câu. Nghèo câu. Bạn câu dính con mực nè. Mực còn sống luôn. Nó kịch kịch kịch. Bỏ xuống mình nhấp nhấp ba cái quá dữ, quá dữ, quá dữ. Thả xuống nước là nó lội một cái hụt nhấp mất tiêu. Nè nè, bỏ vô nướng luôn. Rồi, hôm nay mình câu dính mực luôn nha. Đây con mực nè. Đó, bóc lên đi, bóc lên, bóc thử. Coi gì nó cắn á nha. Cầm đấy. Bóc cái mình á, bóc cái mình á. Sống luôn nè. Đã chưa? Đâu đâu, ai câu nữa? Đây đây, con mực nè, coi con mực nè. Đó, con mực tai bè luôn nha. Câu giúp
Câu giật giật gì đó. Bé câu dính luôn, hay quá vậy. Mình nướng luôn, nướng mực tươi luôn. Dính nữa, hai dính nữa hả? Quá, quá rồi, quá bự rồi. Quá, câu gì vậy, câu gì vậy? Tột hả? Quá là tột. Ủa bà tột dính luôn hả? Giang, 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 giang. Giang, 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 đưa coi nữa hả? Mày phiền đi anh. Bên đi anh. Ô, dữ. Ê, chết. Quá tài luôn. Rồi, mày già, mày già. Mày già có kìa nha mọi người. Mày già con hả? Mày già con. Rồi, bỏ lên nướng luôn, bỏ lên nướng luôn. Mày già, mày già, mày tuột hả? Không hết mày già. Không mày già. Không đâu. Ăn không được hả? Không đó trời. Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Mày già đâu, mày già nè. Mực hả? Ủa bà tuột hả? Ủa nó bò kìa, nó bò kìa. Con này là con mực dai á, ăn được. Ăn mực dai, ba con mực nhớt. Ừ, ăn được. Mực nhớt. Con mực nè. Đó. Dữ quá, dữ quá. Vô nhà. Dạ. Con tức tươi sống luôn phải không? Con tức tươi sống không mà. Dạ tươi luôn. Mới đem vô hả anh em? Nhiễu. Nhiễu, nhiễu. Nhiều đột nhau à. Ăn tôm tích không? Thôi vậy ớt đi đi con. Giọng đi nhé, giọng đi. Còn lắm hết. Nó còn tươi, nó còn bơi 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 luôn nè. Tôm tích với ghẹ. Thầy ghẹ này nhiêu ký nhiễu? Ghẹ này hay luôn, 200 bán đi, bán luôn cho này bự nè. Còn tôm tích là nhiêu ký? Tâm tích anh. À. Tích 2 em gửi luôn anh. Ồ, tươi luôn hả? Với lấy vô luôn. Tâm tích là 2 em gửi cho em luôn, cho anh luôn á. Chế biến luôn nha. Chế biến luôn ha, 2 em gửi cho bạn. Chứ không phải là bán mà không có chế biến nha. Ờ, không chế biến. Chế biến là 200 mà chế. Được tới 50 ngàn tiền chế biến rồi. Wow, còn tươi. Bún 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 luôn. Dạ, hồi mỗi con lên cho nó. Là bè mình đi câu hả? Cái này ghe. Ghe đem vô nè. Ghe lú á. Không, ghe cào cào. Cái này hết đau rồi. Nó đau chứ không nhiễm không có đau nữa. Đã ha. Đến từ thành phố ghé homestay của mình chơi nè. Nhóm lửa nấu cơm. Hiểu ha. Mấy chục năm mới được nhóm lửa cái gì Nhung? Hơn 20 năm. Hơn 20 năm hả? Hồi nhỏ cũng nấu cơm như vậy không à. Nè mình hôm nay mình nấu cơm nồi gan nha. Ăn cơm với cá chiên. Cá chiên rau luộc. Giữ luôn. Đó. Mình phải đẩy cái này vô mình mới có hai. Đây, bàn chân đây. Đây là rau lan mình trồng mà. Đó. Tươi luôn. Này chả cá chiên. Đó, bếp. Nhớ là mấy chục năm hồi trước ha. The Stream Homestay chuẩn bị hoạt động. À, được hai cái tâm. Làm ok. Đây vườn tre nè. Đó, tôm ốp tre lá. Trong quá trình xây dựng còn hơi bề bộn tí. Cái cơm nè, lò củi nè. Cảnh này ngày xưa mới thấy nha. Rồi nấu lò gan lâu lắm. Lại có tôm cháy nha. Lò củi gan nha. Có than mới được đúng không? Xế lên. Gà này là không chụm lửa nữa nha. Là mình phải để than thôi. Rồi là dập lửa luôn đúng không? Cho nó có than là chín. Khi nào chín cơm sẽ quay cho mọi người thấy. Ok, cảnh nấu cơm, lò củi và chiên cá chả bằng là nồi sắt, lò củi luôn. Đây chả cá biển. 140.000 một ký. Đây cảnh chiên bằng nồi sắt. Cái nồi này gọi là nồi lò chảo sắt hả? Chảo sắt, chảo gan hả? Chảo này là bao chống dính luôn hả? Không dính. Làm sao chiên cho ngon Nhung? Mà nó hơi nóng, tại chảo này cái độ nóng nó phải canh mới được. À, canh nóng. Canh độ nóng. Canh cái lửa đúng không? Ừ, canh okay. Độ nóng hơi bị khó. À, đây, mình chiên chả nè. Cơm, ăn cơm, chả cá. Với lại rau luộc. Đây, rau luộc. Lửa. Cà nướng.
Còn lửa than còn lại mình sẽ nướng cà, cà dài, gọi là cà tím. Nướng chín luôn, không cần dĩ luôn. Đọc không? Có lửa than nè, cà đỏ nè. Với bàn tay khéo léo của bạn Nhung, một món ăn mới sẽ được hình thành. Cắt cà, cà sau khi nướng cắt ra, có xào gì không? Để nguyên gì lên? Xào mỡ hành nè. Okay. Tiếp theo là mình sẽ xào mỡ hành, bắp hành này xào mỡ thôi. Đó. Bữa cơm đạm bạc giữa núi rừng Hòn Sơn. Chào con. Đây là nồi cơm lò gan, chả cá, rau lăng luộc, cà xào. Đó. Cơm thôi. Tony nè. Hello. Nó bằng tay nó dài lắm. Ê, đậm đủ rồi, lửa này quá. Cindy. Owen. Bạn Nhung nè, lại chơi nè, cắt chả ra. Ăn cơm. Ăn cơm thôi. Ba cơm đậu. Nó nồi cơm này con. Cơm của bạn Nhung nấu quá chất lượng luôn. Cơm lò gan. Nhung nấu hả? Nhung nấu. Nhung nấu hết này đó, anh có luộc rau không mà. Nhung biết nấu củi ha. Hấp dẫn chưa? Chị đi ăn cà bi hả? Cà bếp, cà bếp. Con chén nữa, 1, 2, 3, 4, 5. Owen, Cindy, Mí, Nhung, rồi ăn cơm nha. Mọi người ăn cơm nha. Ngồi trên giặt tre ăn. Nè. Giờ đạp cái mì về mình tận Nhung lọt ra nè. Đó. Cắt khúc khúc ra Nhung lọt dễ lắm Nhung. Chẳng không? Hai mẹ con nè. Lên trải nghiệm nhổ khoai mì luộc ăn. Cười. Không biết cái khoai mì không? Bạn Nhung trải nghiệm nấu khoai mì đó trên Hòn Sơn. Đâu Nhung dở cái nồi khoai mì ra cho mấy bạn coi coi. Nè mấy bạn coi nồi khoai mì của bạn Nhung nấu nè. Này buổi tối quay hơi mờ xíu, hơi nước. Rồi nói công thức nấu hay sao Nhung? Giải thích cho Nhung. Khoai mì về mình lột ra, rồi mình mới nạo dừa. Tự đi đào đàng hoàng nha. Tự đi đào luôn. Rồi mình lột ra nó ngâm nước. Đi lụm dừa về nấu luôn á. Rồi mình lụm dừa về mình nạo, mình vắt hai nước, nước cốt với lại nước giảo. Nước giảo mình bỏ vô nấu khoai mì. Khi mà nó mềm rồi cái mình mới rắc cái nước cốt lên. Mà nước cốt mình phải trộn một chút đường với muối để cho cái khoai mì nó béo. Đó, đây là cái món khoai mì hấp nước dừa ở Hòn Sơn. Bạn nào mà lên The Green Homestay sẽ được trải nghiệm tự mình nấu món khoai mì. Đi đào và nấu luôn, và thưởng thức luôn. Ok. Đó, nấu lò củi nè ha. Này gió mạnh quá. Các bạn có nghe tiếng gió không? Đó, gió thổi mạnh đó. Không khí thì nó lạnh. Cái này thiếu muối mè ha. Có muối mè nữa. Có không? Ok, quá tuyệt vời luôn. Muối mè đậu phộng để tôi làm muối cháy mè. Chấm kho quẹt. Mình sẽ ăn như sau. Sao? Đầu tiên bẻ miếng cơm cháy. Cơm cháy này cũng chắc củi mới được nha các bạn. Không phá miệng ra. Không, chấm vô. Chấm vô kho quẹt. Rồi. Bỏ vô miệng ăn. Đâu gần ngắt miếng, ngắt cái lọt non á. Này đâu cắt lòi á, ở đây nhiều lắm. Đó. Chấm vô. Bị bỏ thói vậy mà. Nãy giờ nấu lâu quá nó bụng quá trời. Trời ngon dữ trời. Hai em bé ăn à. Ăn thôi. Cơm cháy nó giòn mà cá quẹt. Ngon. Nhai với rau nữa. Đãi gì đâu á. Cái này đi nè, qua chùa nè. Cái này 15 tháng nè. Cô Nhung đi lùi coi chừng nha. Lùi. Thấy chưa, tụi này giỏi chưa? Ok. Quá hay à, tụi này quá giỏi rồi. Con còn con muốn chéo á. Rồi, cảm ơn bạn Nhung với Owen. Con với Nhung qua chùa chơi. Đây là đường đi qua chùa. Nhung nhìn lên cái Nhung. Người đẹp đến từ Sài Gòn.
Dạ đi vậy nhìn nhỏ vậy. Dạ cho khoan nhìn. À, tụi này đi giỏi chưa? Quá giỏi. Ê Vĩnh nó kìa. À, chào em. Qua đây chùa chơi. Thầy Tèn đi đâu hả? Anh Tèn. À làm đường. Đây là hình ảnh bạn Nhung sắc măng tầm vong rừng. Ủa sắc dài hả chứ không phải sắc tròn hả? Phải cúc đồng. Sắc này định làm gì Nhung? Món gì Nhung? Tôi nấu canh ế tôi xào. Xào xào măng hả? Ừ. Phải luộc nó nha. Luộc phải không? Non quá ha, sắc thấy non không? Con xèo à. Còn cái món này nữa nè. Cây này mùa mưa nhiều lắm. Cắt khúc ra, không biết mình không biết cái cây gì nữa. Tên gì Nhung nhớ không? Tôi có gặp một lần mà tôi không nhớ. Cắt ra rồi mình bỏ vỏ, mình cắt khúc, mình xào giống như xào bầu bí vậy. Xào mướp vậy. Cây này rau muống. Này mực tươi. Mực tươi, định làm món gì Nhung? Mực xào hả? Có mà. Chưa nữa. Mực này còn tươi, chưa rối. Cứ sơ được rồi. Ồ, vợ làm cá kho đó hả? Làm cá kho, mí kho ngon quá. Rau muống xào nè. Canh canh bí, bầu. Bầu nhà hái á. Bầu nhà hái, bầu nhà chồng. Bầu ăn với tôm. Phơi mì. Quá dữ. Cái buổi nấu nướng liên hoan nhẹ trên rẫy của mình. Để củi nhóm lửa nướng cá nha. Đây bạn Nhung. Nhung làm gì đây? Nấu món canh chua. Canh chua gì Nhung? Cá xương xanh. Canh chua cá xương xanh. Đó. Còn bạn Trân, em Trân yêu dấu, đang làm món cơm cháy. Đó, cơm cháy cá kho quẹt. Cá kho quẹt đó. Chấm với rau rau rừng. Đó. Làm đồ xào. Còn bạn Trân thì đang nướng cá. Có cái gì? Cảnh trẻ củi này là mà hiếm thấy lắm nha, bây giờ là hiếm thấy lắm. Năm trăm. Đó, cái này có Thắng Nguyễn nè. Rồi, có anh Tú. Nhậu mấy ngày là mệt rồi. Anh Tú ở La Miên. Đây là cái chõng tre. Mọi người dọn lên đây ngồi. Ngồi ăn. Đó, nằm dẫn. Không khí thì rất là mát mẻ luôn. Ông ba. Đó, gió thổi vi vu. Đây ông ba. Tại xây nhà. Rồi, khóc không? Trơn. Đây bạn Chí Trơn. Một huyền thoại. Chí Trơn phụ trách món cá nướng. Đó. Dạ. Nằm quá trời. Bạn Nhung mở lại ngày cuối. Mặc đồ đẹp, nhìn cái coi, nhìn cái coi. Giờ này còn làm gì nấu nước à? Không phải, còn xào cái đó đó. À. Sáng hết hết ra kìa ông. Ủa, mấy cái máy bình luôn mà. Biết đâu, sáng hết ra rồi. Xào cái này nè. Trưa nay 12 giờ, sắp đông. Quá đông luôn. Sắp đông 11, 12. Để lên tàu đi rạch giá.